Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Ngọc Hân nha. Sẽ có một số hoa giấy tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi anh chào Hân. Dạ chào anh Thái, chào cô chú anh chị ạ. Cảm ơn cô chú anh chị ủng hộ em những cái clip vừa rồi nha. Hôm nay lên một số mặt hàng giấy thành phẩm muốn giao lưu tới cô chú anh chị, mong cô chú anh chị ủng hộ em ạ. Trước mắt em lên một cặp cẩm thạch tím tuyết nha quý cô chú anh chị. Dòng này cực kỳ xe bông muốn rồi, chị. Tổng tới ngang cái thứ nhất em được cho mình là 50, tổng chiều cao là 46 ạ. Dạ hôm này được cho mình là hôm 10. Rồi sang cái thứ hai em đã phỏng cho mình là tổng tới ngang được là 52, tổng chiều cao được là 40. Dạ hôm này được cho 27. Dạ rồi một cặp như thế này em cũng xin lưu tới mình mức giá là 240.000. 240.000 em báo bao phí ăn chuyển trên like ạ. Tiếp theo em lên cho mình mã số 2. Một cặp sakura phất hồng của chị em. Rồi, tổng tới ngang được cho mình là 50, tổng chiều cao được cho mình là 48, tổng hình cổ là hoành chính. Rồi cái thứ hai tổng tới ngang được cho mình là 39, tổng chiều cao được là 50. Tổng hình cổ được cho mình ở đây là hoành 8. Dạ rồi, một cặp mã số 2 này em cũng sẽ lưu tới mình mức giá là 220.000. 220.000 em xuống cặp mã số 2. Tiếp em lên mình cặp mã số 3. Thái quý anh chị em. Tổng tới ngang được cây này cho mình là 40, tổng chiều cao là 42, tổng hình cỡ là 12. Rồi tổng tới ngang được cho mình là 35, tổng chiều cao được là 40, tổng cổ quạnh nó được cho mình là 13. Rồi một cặp mã số 3 này em cũng xin lưu tới mình mức giá là 250.000. Gồm có màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng và trắng phớt hồng. Thì một cây được 4-5 màu quý anh chị em. Rồi em xuống mã số 3. Tiếp em lên mình mã số 4 ạ. Cẩm thạch nhiều màu, gồm có cẩm thạch tím tuyết, cẩm thạch trắng, sakura bờ đai can, cẩm thạch hồng. Tổng tới ngang được cái mình là 49, tổng chiều cao là 55, tổng có hoành là 12. Dạ rồi, mã số 4 em cũng xin lưu tới mình với giá là 230.000. 230.000 em đã bao phí vận chuyển ạ. Tiếp em lên mình mã số 5. Một cây sakura phớt hồng ghép gốc với Mỹ quý anh chị em. Tổng lá ngang của cây được cho mình là 50, tổng chiều cao được là 68. Rễ quái ha. Tổng của hoành đây là 12. Dạ rồi, mã số 5 này em cũng xin lưu tới mình mức giá là 230.000. 230.000 cho em mã số 5 ạ, em xuống mã số 5. Tiếp em lên mình mã số 6. Một cây dưa hấu đỏ đang full. Tổng nó nghe được là 50, tổng chiều cao là 63, tổng có hoành là 11. Rồi mã số 6 này em cũng xin lưu tới mình mức giá là 180.000. Dạ em xuống mã số 6. Em lên mình mã số 7 ạ. Một cây hồng tuyết ghép với hồng gân quý anh chị em, hai màu. Tổng tới nghe được là 55, tổng chiều cao là 75 ạ. Tổng có hoành đây là 11. Rồi mã số 7 này em cũng xin lưu tới mình mức giá là 220.000. Dạ em xuống mã số 7. Tiếp em lên mình mã số 8. Gồm có tím tuyết, trắng tuyết, hồng tuyết. Tổng tới ngang được cây là 47 ạ. Tổng chiều cao cây được là 80. Cây một cốt ạ. Tổng có hoành đây là 13. Rồi mã số 8 này em cũng xin lưu tới mình mức giá là 260.000. Dạ em xuống mã số 8. Em lên mình mã số 9 ạ. Cẩm thạch tím siêu bông một rễ ạ. Tổng tới ngang cây được cho mình là 42, tổng chiều cao là 64, tổng cổ hoành nó đem ra được cho mình đây là 14. Rồi mã số 9 em cũng xin lưu tới mình mức giá là 240.000. Dạ em xuống mã số 9 ạ. Tiếp em lên mình mã số 10. Một cây nhiều màu anh chị em, cam lửa, đỏ lửa, hồng tuyết, trắng tuyết, cam lửa. Tổng tới ngang cây được cho mình là 60 ạ. Tổng chiều cao được là 60 luôn ạ. Tổng của hoành đây là 17. Dạ rồi mã số 10 này em cũng xin lưu tới mình mức giá là 250.000. 250.000 cho em mã số 10 ạ. Tiếp em lên mình mã 11 ạ. Đỏ lửa, ruby tím lửa và hồng tuyết quý anh chị em. Rồi tổng tới ngang được cho mình là 60, tổng chiều cao được là 50 ạ. Tổng của hoành nên là hoành 20. Rồi mã 11 này em cũng xin lưu tới mình mức giá là 270.000.
270.000 cho em mã 11, em số mã 11. Tiếp em lên mình mã 12. Tổng tán ngang của cây được cho mình là 60, tổng chiều cao là 94. Tổng có quanh đây là 13. Rồi mã 12 em cũng xin lưu tới mình mức giá là 270.000. Nồi đế đặc quý anh chị em, gồm có hồng tiết, tím tiết, trắng tiết, red bia, kayata. Dạ, em số mã 12. 5 màu. Tiếp em lên mình mã 13. Trắng tiết, tím tiết, red bia quý anh chị em. Tổng tán ngang được là 65, tổng chiều cao là 87 ạ. Tổng có quanh đây là 16, rồi mã 13 em cũng xin lưu tới mình mức giá là 330.000. Dạ, em số mã 13. Tiếp em lên mình mã 14 ạ. Trắng tiết và red pizza quý anh chị em. Cái petro nữa là 3 màu. Tổng tán ngang được là 55, tổng chiều cao là 72. Tổng có quanh đây là 12. Dạ rồi, mã 14 em cũng xin lưu tới mình mức giá là 250.000. Dạ, rồi em số mã 14 ạ. Tiếp em lên mình mã 15. Một cây tổng tán ngang được là 50 ạ, tổng chiều cao là 74. Tổng có quanh ở đây là 16, rồi mã 15 em cũng xin lưu tới mình mức giá là 270.000. Đế rất là quái, cây này thì hồng ruby quý cô chú anh chị em, lá xanh ha, nó không có đột biến nha. Rồi em số mã 15. Tiếp em lên mình mã 16. Cây ghép nhiều màu. Tổng tán ngang được của cây là 60, tổng chiều cao được là 1m1. Tổng có quanh đây là 14. Rồi, mã 16 em cũng xin lưu tới mình mức giá là 290.000. Cây này gồm có vàng thái, hồng thái, đỏ lửa, hồng gân, cam lửa quý anh chị em. Dạ, rồi em số mã 16. Tiếp em lên mình mã 17. Tím tiết, trắng tiết, hồng tiết và kayata, 4 màu. Tổng tán ngang được cây là 58, tổng chiều cao cây được là 90. Một rễ ha. Tổng có quanh đây là 14 ạ. Rồi, mã 17 em cũng sẽ lưu tới mình mức giá là 260.000. Dạ, em số mã 17. Tiếp em lên mình mã 18. Một màu trắng tiết quý anh chị em, trắng tinh khiết luôn. Đế là quái à. Tổng tán ngang cây được cho mình là 60, tổng chiều cao là 73. Tổng có quanh đây là 18. Rồi mã 18 em cũng sẽ lưu tới mình mức giá là 370.000. Dạ, em số mã 18. Tiếp em lên mình mã 19 ạ. Cây này thì ghép nhiều màu, gồm có cam lửa, đỏ lửa, hồng lửa, trắng lửa, cáo vàng, tím lửa, 6 màu quý anh chị em. Rồi, tổng tán ngang cây được cho mình là 68, tổng chiều cao được là 90. Tổng có quanh là quanh 21. Rồi mã 19 em cũng xin lưu tới mình mức giá là 390.000. Dạ, 390.000 cho em mã 19 ạ, em số mã 19. Tiếp em lên mình mã 20. Một cây kép đỏ, một cốt, cẩm thạch, lá cẩm thạch quý anh chị em. Tổng tán ngang cây được cho mình là 55, tổng chiều cao cây được là 1m1. Tổng mình cổ là hoành 20, rồi mã 20 này em cũng xin lưu tới mình mức giá là 480.000. Hòa chùm rất là đẹp ha. Dạ, rồi em xuống mã số 20. Tiếp em lên mình mã 21. Gồm có tím bướm, trắng tuyết, red pizza, hồng tuyết. Dạ. Tổng tán ngang của cây được cho mình là 66, tổng chiều cao được là 690. Tổng mình cổ là hoành 23. Dạ rồi, mã 21 em cổ xin lưu tới mình mức giá là 400.000. 400.000 cho em mã số 21 ạ, em xuống mã 21. Tiếp em lên mình mã 22. Trắng tiết, tím tiết, hồng tiết và red pizza. Tổng tán ngang cây được cho mình là 75, tổng chiều cao là 89. Tổng cổ quanh đây là 18, rồi mã 22 này em cũng xin lưu tới mình mức giá là 350.000. Dạ, em xuống mã 22.
tiếp em lên mình mã 23. Tổng tới nghe cây được cho mình là 65, tổng cho cao là 82, tổng của quần nên là 15. Rồi mã 23 này em cũng xin lưu tới mình mức giá là 350.000. Gồm có rượu vang, Red Bia, tím tuyết, hồng tuyết, trắng tuyết, 5 màu quýnh chị em. Dạ, bạn số mã 23. Tiếp em lên mình mã 24. Một cây Sophia, dòng đổi màu. Tổng lấy ngang của cây được cho mình là 72, tổng chiều cao là 80, tổng có hoành đây là 18. Rồi mã 24 em có xin lưu tới mình mức giá là 300.000. Phơm tàn già mùa quýnh chị em. Dạ, 300.000 cho em mã số 24 ạ. Tiếp em lên mình mã 25. Một cây Petro, tổng tới ngang của cây là 70, tổng chiều cao được là 92, tổng có hoành đây là 13. Rồi mã 25 này em cũng xin lưu tới mình mức giá là 280.000. Dòng này thì khá là giống rượu vang nhưng mà cái cánh thì to hơn nha quý cô chú anh chị em. Rồi em xuống mã 25. Tiếp em lên mình mã 26. Một cây hồng gân, cây này về khai thác bo rất là nhiều quý cô chú anh chị. Tổng tới ngang của cây được cho mình là 75, tổng chiều cao được là 90, tổng của hoành ở đây là 15. Rồi mã 26 em cũng xin lưu tới mình mức giá là 270.000. 270.000 cho mã số 26. Tiếp em lên mình mã 27. Một cây tím tuyết lá cam thạch quý anh chị, dòng này thì cực kỳ sai bông nha. Tổng tới ngang được của cây là 80, tổng chiều cao cây được là 90 ạ. Tổng có hoành đây là 16. Rồi mã 27 em cũng xin lưu tới mình mức giá là 330.000. Rồi em xuống mã 27. Cuối cùng em lên mình mã 28. Một cây cẩm thạch tím siêu bông quá anh chị em. Wow, chi chích búp luôn. Tổng tới ngang cây được cho mình là 60, tổng chiều cao được là 90, tổng có hoành đây là 16. Rồi mã 28 em cũng xin lưu tới mình mức giá là 350.000. 350.000 cho mã 28 cũng là mã số trong cuối clip em ạ. Cảm ơn Thái dùng em. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem và chào cô chú anh chị, chào anh Thái. Rồi, thì tất cả các cây trên clip đều bao phí ship toàn quốc nha quý cô chú anh chị em. Pháp Thái Vi chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em vào clip tiếp theo nha.